Xin chào các bạn, đây là chiếc Ford Transit Mid. Hiện tại là chúng tôi đang cải tạo và sơn lại màu trong xe này. Theo cái đặt hàng của khách hàng, chúng tôi sơn đổi màu thành cái màu vàng trong cho quý khách hàng, và cũng làm cái động tác là thủ tục đóng hàn cải từ xe 16 chỗ thành xe 3 chỗ. Cái khoang này ngày xưa là kính này, hiện tại chúng tôi đã làm thành làm cách cho xe để khoang chở đồ. Đây cái mặt xe chassis vừa hoán cải, vừa chuyển đổi chỗ, vừa sơn lại màu. Chúng tôi có rất là nhiều dịch vụ, thì chi tiết như nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số 0902 157 666. Tôi sẽ bỏ giá cho các bạn về cái xe này, giá cả và cái quy trình của các thủ tục như nào, xin ship màu vàng tự động này bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.